Vâng, xin chào các anh em yêu âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em cũng giới thiệu cho anh em một đôi loa Pioneer CSV16. Đây là cái dòng rất là quen thuộc, nhà em cũng hay bán vào cái dòng Pioneer này. Và cái dòng Pioneer này tại làm sao mà em rất thích bán và để bán để cho anh em biết và hiểu được những dòng Pioneer này. Đầu tiên là dòng Pioneer này là cái dòng loa vừa nghe nhạc và hát karaoke rất tốt. Công suất của nó từ 60 đến 280W, loa bass 20 và 2 chép. Và một điều thứ hai nữa là một dòng loa là nó có không làm nhái được. Đấy, không làm nhái được nên em bán này bây giờ là anh em chỉ có quan tâm là loa xấu hay loa đẹp hoặc là cái giá để cho anh em chấp nhận để mua được. Và do loa thì em nói với các bác là em là cũng là lựa chọn để ra những cái đôi loa cũng là rất là đảm bảo để đẹp nhất để em ý đặt mua về. Nên đâm ra là loa cũng rất là đảm bảo. Và loa này thì nó có cầu chì bảo vệ loa bát và loa tép. Đấy, anh em lưu ý là cầu chì bảo vệ loa bát và loa tép nhé. Nên anh em không sợ. Và anh em đang theo dõi cái kênh của em thì cũng cho em xin một like và nhấn kênh đăng ký. Em ship mọi miền Tổ quốc. Và cuối clip em sẽ báo giá cho anh em. Và vì tại làm sao mà cái thời đến cái thời điểm này mà mọi người vẫn tìm những mua những cái đôi loa bãi mà lại tại làm sao không ra siêu thị mua, nó có yếu tố là cái dòng loa của Nhật ngày xưa nó có những cái chất liệu đầu tiên của nó là quan tâm nhất, nó là cái chất liệu của nam châm. Cái nam châm nó tạo ra cái từ tính để nó ra được cái độ nhạy của loa và nó ra được đủ những cái thông số từ khi sản xuất cho đến bây giờ, nó vẫn giữ mãi được những cái thông số mà cái tiêu chuẩn để mà đôi loa nó sản xuất ra. Ví dụ như một cái đôi loa mà nó ra là độ nhạy của nó là 90 hoặc 91 hoặc 97 hoặc 98 dB thì là cái độ nhạy của nó rất là cao và nó đi mãi theo thời gian. Nếu mà anh em mà mua những cái đôi loa của Trung Quốc hoặc loa siêu thị chỉ nghe được khoảng tầm 1 đến 2 năm thôi là cái từ tính của những cái đôi loa đấy nó sẽ kém đi và chất liệu nó sẽ kém đi thì nó tiếng nó sẽ không ra được, là phải đi thay cục nam châm. Đấy, nó là như thế. Và nó chất liệu của nó sẽ, những cái đôi loa thời điểm bây giờ sẽ không được như những cái đôi loa bãi ngày xưa. Đấy, các em đặc biệt lưu ý. Tại làm sao mà người ta cứ mua loa bãi là thế? Mặc dù là có thể có những cái đôi loa thùng nó cũ nát, nhưng mà em nói với anh em là nếu mà nghe mà được những cái đôi loa thùng ấy, nó ăn đứt những cái đôi loa mới bây giờ về chất âm, về tiếng của nó. Vâng, quay lại với chương trình thì em sẽ giới thiệu cho anh em. Đầu tiên là em về e căng này, chữ Pioneer, xương siếc vẫn đẹp. E căng này xương nó bằng nhựa anh em nhé, xương nó bằng nhựa nên âm ra anh em có thể bật, anh em có thể giặt. Ở đây thì cũng có chảy một tí. Đấy, đây có một cái lỗ nhỏ nhỏ. Đấy, còn các góc thì rất tốt. Đấy, loa nói chung là đẹp. Đây, em sẽ giới thiệu gần cho anh em xem. Đôi loa này thì em giới thiệu thêm là đôi loa này là em đã thay gân rồi. Vì nó gân ngày xưa nó là gân mút. Và khi sản xuất nó gân mút thì nó đến cái thời gian mà nó sẽ phải mổ đi và thay.
Đấy, mồn đi và thay. Đấy, đây là bát. Bát của nó bát 20 anh em nhé. Và đây là hai con chép. Đấy, đầy lỗ thông hơi. Và đây là tình chỉnh của góc cóc nghe. Không độ được 45 độ. Không độ là về con này. 45 độ thì là con này. Và để ở giữa thì hai con cùng kêu. Đấy. Đấy. Và đây, quay sang con này. Đấy, là bát 20. Con này đẹp nguyên zin luôn. Cái dòng này thì em nói với các anh em là nó không làm nhái được. Thế đâm ra là anh em cứ an tâm được là nó là như thế. Đây, cái chỗ này nó khe bật, em lau này này. Đấy, quệt cái xi vào trắng trắng đây, nhưng không ảnh hưởng đâu nhá. Thì nên em sẽ lau lại, em sẽ. Và con loa này thì đây, em có một cái lỗi đây. Đây, nó có một lỗ chảy rất nhỏ ở đây. Đấy, to bằng hai đầu tăm. Đây, con thùng vách rất đẹp luôn. Đấy, thùng vách. Bình thường ra thì ở đôi loa thì nó có lỗ, nhưng đôi loa này thì sẽ không có lỗ. Vì thực sự ra thì loa ngày xưa ấy thì nó không có giá treo. Đấy, nó không có giá treo, thế nên là toàn bắt vít lên cái có cái giá treo kèm theo của cái giá. Đấy. Đấy. Loa còn rất đẹp nhé. Đấy. Thùng vách còn rất đẹp. Đấy. Còn ở đằng sau đây, anh em nhìn tổng quát. Đấy. Còn rất đẹp. Và đây. Quay đây. Công suất của nó là từ 60 đến 280W, công tắc mắc ấy là 280W, trở kháng 8 ohm và sản xuất tại Made in Japan. Đấy. Con này là 06988. Còn con này là 04769. Anh em lưu ý là khi mà anh em mà đặt mua đặt hàng thì em sẽ cho số series để anh em nhận đúng đôi loa mà mình nhận được. Đấy. Và một điều nữa mà anh em có nhiều anh em cũng chưa biết thì em cũng giới thiệu thêm. Đây là con âm ly Đờ Nông 3904 la mã. Công suất của nó là 135W. Đấy. Công suất của nó 135W. Thế nhưng mà đôi loa kia thì nó từ 60 đến 280W. Thế nhiều anh em bảo thế đôi loa này của tôi hai đôi thì là hơn 500W, thì liệu có âm ly có hơn 100W thì liệu có nghe được không? Thì đây em sẽ chứng minh cho anh em xem. Đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Và anh em cũng thấy rõ được là tại làm sao cái âm ly công suất có hơn 135W thôi mà lại kéo được cái đôi loa hơn 500W. Đấy, nó là thể hiện được cái độ nhạy tốt của đôi loa. Và thứ hai, nó là trải dài từ 60W lên 280W. Nên anh em an tâm là khi con âm ly này sẽ oánh rất tốt, rất tốt luôn. Con này có thể làm thành dề và có thể đẩy được con âm ly này đấy nhá. Anh em có thể lắp vang nước thành đẩy nghe hát karaoke luôn được. Và cuối cùng em cũng báo giá luôn cho anh em một đôi loa Pioneer V16 có giá 5.700.000.
đôi giá này không bao ship anh em nhé. Vâng, xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi.